Bây giờ hãy tiếp tục học bài 67, tương với phần 3 bài 26 quyển 2. 第67课. Trước tiên là cách nói gọi điện thoại đến, nguyên văn là đến điện thoại. Lái điện thoại. Lái. Điện. Hỏa. Lái điện hỏa. Lái điện hỏa. Từ lái đôi khi được dùng để thay thế động từ trước đó. Ở đây lái thay cho tả. Lại gọi điện thoại đến rồi. Nguyên văn là lại đến điện thoại rồi. Yǒu lái điện hỏa lợ. Yǒu lái điện hỏa lợ. Trương Đông lại đến điện thoại rồi. Trương Đông yǒu lái điện hỏa lợ. Trương Đông yǒu lái điện hỏa lợ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách hỏi chưa trong câu làm cái gì đó chưa. Lơ mấy yếu. Lơ. Mấy. Yếu. Lơ mấy yếu. Lơ mấy yếu. Nguyên văn là rồi không có. Cơm trưa ăn hay chưa? Ủ phản chưa là mấy yếu. Ủ phản chưa là mấy yếu. Bạn ấy gọi điện thoại đến chưa? Tha lái điện thoại là mấy yếu. Tha lái điện thoại là mấy yếu. Giặt quần áo chưa? Xí y phủ là mấy yếu. Xí y phủ là mấy yếu. Về đến nơi chưa? Khuế lại là mấy yếu. Khuế lại là mấy yếu. Dì ơi, Điền Phương về chưa ạ? A ý, Hiến Phương khuế lại là mấy yếu. Còn chưa? Khái mấy yếu. Khái mấy? Khái. Mấy. Yếu. Khái mấy yếu. Khái mấy. Còn chưa ăn cơm? Khái mấy chư phản. Khái mấy yếu chư phản. Còn chưa tắm? Khái mấy xí tàu. Khái mấy yếu xí tàu. Còn chưa ngủ? Khái mấy suy chào. Khái mấy yếu suy chào. Còn chưa gọi điện thoại đến? Khái mấy lái điện hỏa. Khái mấy yếu lái điện hỏa. Còn chưa đâu? Khái mấy nè? Khái mấy yếu nè? Hãy nhắc lại, dì ơi, Điền Phương về đến nơi chưa ạ? A ý, Thiên Phương khuế lại là mấy yếu. A ý, Thiên Phương khuế lại là mấy yếu. Còn chưa đâu? Khái mấy yếu nè? Khái mấy yếu nè? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, 售货员, Kinh lý. Hoan nghênh. Hoan yến.
Một chai. Y ping. Cửa hàng. Sang điện. Nghỉ ngơi. Xiu xỉ. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào y trang điện hỏa khả. Đi máy bay hay là tàu hỏa? Zuo fei ji hai shi huo che? Lại thử thêm xem. Zai shi shi. Đuổi chó, đuổi cẩu. Sú cẩu. Tắm, giặt quần áo. Xí zào, xí y phủ. Chơi máy tính. Quán điện não. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân quảng trường trung gian. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ sẽ trái. Đào hồng lưỡi tân nà ở vòng dúa quái. Bến xe buýt. Công cộng chỉ trơ trản. Mua vé cho tôi. Cái úa mái phèo. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí quyền. Không hiểu nghĩa là gì, không hiểu là nghĩa gì. Bù đồng sư sớm mê ý sư. Có khả năng là bị cảm rồi. Khả năng cắn màu lọ. Biểu diễn tiết mục. Biểu diễn chế mũ. Học không tệ. 学得不错. Trình độ tiếng Trung. 汉语水平. Đâu có. 哪里. Lưu loát, trôi chảy. Liếu lỉ. Dậy rất sớm. Chỉ tờ hấn giáo. Chạy bộ. Pháo bủ. Vừa nãy. Căng thái. Kiên trì. Kiên trì. Alo. Với. Bạn học cùng trung học. Trung xuế thống xuế. Hơn 4 giờ. Sự điển tua. Ra nước ngoài. Chu của. Gọi cho di động của bạn. Tả tha tờ sổ chi. Qua một lát nữa hay gọi. Quấy khuấy giải tả. Tắt máy. Quan chi. Gọi điện thoại đến chưa? Lấy điện thoại là mấy dấu.